À, xem nhiều hả? Xem bao nhiêu đâu? Có video mà hai triệu mấy xem. Có hai triệu mấy là Quỳ Hương lâu rồi, lâu cũ rồi. Mấy tháng trước đúng không? Có vậy hả? Ừ. Thằng Đức đó. Không phải, không cả Đức. À, nhớ rồi, thằng đầu đen đó. Nhớ rồi. Thằng Đức là triệu mấy mấy? Không, Đức 2 triệu rưỡi, còn nó 2 triệu 6. Có thằng ố ràng ràng đó đúng không cậu? Ràng đỏ đó đúng không hả? Em mà ố lên cô cổ á mà. Ừ. Nó có sọc sạp đó, nó nhớ không nhỏ, nhớ ra nó đâu. Mụn khô mà nhiều đó. Mụn mà không cần chất tròn. Ừ. Dương tưởng mấy video cũ, video mới, video cũ đó. Mới làm chưa có rụt thiệt, mới nam trăm mấy, anh trăm mấy. Ừ. Nó thấy như video mà mình ở đây học có nhiều hơn hay chứ. Ừ, sạch sẽ hơn. Ừ. Ừ. Alo. Nghe đây. Chào Mai đi. Ê con Liên đủ hàng sáng chủ nhật. Ừ, con kêu lên quán anh tắm chiến 10 giờ, con kêu đó thôi 11 giờ tôi lay mấy bà soạn sẵn rồi tôi làm buổi sáng tôi nghỉ chiều không được. Mới lên Facebook không lẽ nhóm mà đi Facebook mới chết chứ. Tụi nó lập nhóm. Nó không đưa lên group để bị ừ, dịu lên group chứ nó hề. À chơi riêng đó, nhóm ít đó, ấy là lần trước đó. Ừ. Cái rủ đồng bầu tới hỷ, rủ đồng bầu tới hỷ nó đó đó. À, rất hà. Tôi làm chi nhớ. Cho em mình nhớ có ngày đó trời, còn luôn. À, thì nghe phát, nó thì mới mới đầy nhớ. Cũng ghi sơ vào quanh hết. Được đúng không? Ừ, xí tuần lại cho em sinh nhật thấy ngâu hề nói dĩa điên hề ê chị cái đồ thứ nghe bài đẹp. Thao két vậy thứ sáu lần đầu lần hàng chiều thứ bảy chiều quốc qua sáng chủ nhật rồi nhưng mà bắt đầu từ 10 giờ con Liên là tôi đem trái cây với hoa bánh trái để ít lên quán anh tắm chiến 10 giờ rồi nhấp cái nào chắc 11 giờ bắt đầu là ăn uống rồi đi karaoke hấp hò rồi 11 giờ tôi lên đi. Làm sao mà sáng tôi lên chứ lựa cửa mệt quá. Ok biết à. Rồi túi tôi định núi đó. Núi đi đi nè. Bài đẹp hiểu đâu. Đi hầu núi xa thôi nghe. Liên bỏ như là bỏ đứa con nhưng mà đi mua là nói trước với chồng là chồng giữ con cây mía tới khuya 1-2 giờ về được. Ừ. Vì chồng thấy cực quá nè ôm bơi nước còn ai á lâu lâu đi là cho vừa đi thỏa mới giữ con cái đi mẹ khởi sướng đó.
Hôm bữa Dương đi về sáng quá, ý là túi nó là tóm vô máy thì mới lên bữa ngoài đất á, ăn đồ á. Cái 9 giờ hơn là hai con đâu về làng trong quá. Cái gì sớm rồi em, nhưng cái chữ sách tôi đi tiếp rồi này. Thấy đi chuyện lạ đi hơn tiếng gì mới bị. Thường thường đi ghê lắm. Mà dùng đồ hiệu không nghe anh đã tay được không, nó không mặc đồ thường đứng cái màu hiện màu hồng hồng vừa ví dụ cái dài 4 triệu đồ thân thì là nhiều tiền như B-boy nhưng mà đồ hiệu mình tập thể dục chứ mình đồ nai với đá hơn á, máy thì máy rồi quần cái áo hết đó. Đúng thích dùng đồ hiệu mà không đầy, mình là thích tiếng đẹp đẹp mình mua đồ hiệu không đẹp chứ mình không thích. Đứa thằng kia này Điện Phủ có một cái shop mà đồ hiệu mà mình về với nạn diện khỏe nữa, sữa đầm đẹp đây mình vô thử. Cá rửa chiều máy ở đây á, đẹp. Cái gì mà cái cả tôi nữa. Xíu à. Cái gì cái gì à, gì đây cả. Tôi nhớ cái tên kia nè, trước trắng kéo nữa, có đồ địa điên cô tặng nè, cái hồn mặt tiền. À, đất 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 nó đâm chị Hoa mới hay là mụn mình nặng nữa, anh đó đó. Đồ kiểu nén dễ mạt chứ không phải là chứ thằng nay mình đùa đồ nó khó đó. Nay mà đồ giờ đó, vô thử rồi, ăn mặt rồi. Mà nát mát rồi. Mặt không có đẹp. Ừ, do thôi, 14 mấy, 50 trở lên mới mặt nay em được. Đồ chị Hương biết trời. Hàng dưa đùa nhân viên ra không được rồi ha. Tên gì đó xíu cũng ghé à. Ghé rất trời. Ngàn dưa mà đua chị Hương mới chịu hả? Thank you.
tối bỏ cái xóa nghỉ học mới cho nghỉ học quay quay rồi cái bỏ thì cho mày nghe vào cái đầu này không còn gì nữa từ những tối mà không bỏ luôn chuyện mặt quần không mặt nắng ta sao nó xấu nước nắng quá những độ mà hâu kinh như là cái cây đặc của dây rồi nữa cái uống đây sữa chua đáng đó 29.000 nha cái cơ hội cá sồi không có đó xong rồi mới hơi sồi đi mà mình tưởng sai nguồn nước sắt lót bỏ đi có gì thì không tính tiền 29 đừng tính bao sao tính đi dở rồi lần mấy lót sồi vô mà sai ngon hơn cứ ăn sồi ngọt uống sữa chua giữa sai mất thì ngon hơn rồi sao mình giảng sai cho mình luôn là cháu ông Hòa nó đâu tính tiền nữa nữa là hai đứa chúng qua hai đứa chúng đất đôi khổ xa người niềm chúng mơ lắm bạn tình ơi cha ơi vừa lòng biến khơi em nhớ ai em còn mong chờ xa và số thế này đã dài mà người đi đường đưa tới xa giờ sau vẫn chơi đó sẽ nơi không còn nữa mây kia vẫn bay sao vệ hiện giữa đất trời nhìn trong xa xuôi tây quê hương mang mất mùa chùa miền trung mưa tin đến sau tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau rất chưa anh ấy bao vần rồi mà anh chưa về để em đợi xuống chỗ anh đây xa rồi mình chưa vẫn chờ Thank you, everyone, for watching my video.